Đây là bộ phim chứng minh con người là nô lệ của cảm xúc và điều sẽ xảy ra khi bạn là Hồ Quang Hiếu, Inside Out. Trong mỗi con người ngay từ khi sinh ra đã tồn tại một thứ gọi là emotional, cảm xúc. Vui vẻ là thứ xuất hiện đầu tiên, cô khiến người ta cười. Và những gì người ta trải qua sẽ kết tinh thành một viên xá lị. Đó là viên xá lị của ký ức, có những ký ức khắc sâu hơn. Ghi lại những thời khắc quan trọng nhất của người ta thì được gọi là ký ức lõi. Nó giúp hình thành các đảo, tượng trưng cho các nét cá tính. Đây là rén, rén đóng vai trò bảo vệ mọi người khỏi những mối nguy. Còn đây là chảnh, xuất hiện để nâng tầm cuộc sống cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Màu đỏ là cọc, nghe tên thôi cũng đủ hiểu. Nhưng cảm xúc phiền phức nhất là sầu. Sầu xuất hiện ngay sau vui vẻ. Và thực sự mà nói thì chả ai biết tại sao người ta lại cần phải sầu. Dù khác nhau về bản chất, nhưng cả năm cảm xúc đều muốn một điều: bé Riley được hạnh phúc, mọi thứ đều rất thuận lợi, vui vẻ điều phối mọi thứ để ngày nào của Riley cũng là một ngày vui. Nhưng rồi khi Riley 11 tuổi, gia đình cô bé chuyển vào nội thành San Fran. Eo ui, đường xá lộn xộn thế. Riley có vẻ xuống tinh thần, tưởng tượng cái gì linh tinh hay ho xem nào. Thế là Riley bắt đầu nghĩ đến top những ngôi nhà mơ ước: khu nhà trên mây, chùa một cột, nhà hải bánh, bến nhà rồng. Nhưng không, ngôi nhà mới của cô bé là một ngôi nhà cũ của người khác. Riley liền chán đời vờ lờ. Đồ đạc thì tận thứ 5 mới được chuyển đến, nên vui vẻ cùng đồng bọn vội nhắc cô bé về quán pizza mà họ thấy trên đường. Và ôi rồi ôi, tôi sẽ không đớp cái thứ đó để rồi kêu mu mu đâu. Trên đường Riley về, cả lũ chiếm một ký ức đẹp của cô bé về một chuyến đi với gia đình. Nhưng bỗng màu vàng vui vẻ chuyển sang màu xanh buồn bã, chỉ vì sầu vừa mới chạm vào viên xá lị và nó đã trở thành màu xanh vĩnh viễn. Đừng lo, để tôi tẩy trắng. Ôi bạn ơi, làng theo giặc rồi sao mà cứu. Giờ mỗi khi nhớ đến kỷ niệm này, cô bé sẽ chỉ thấy buồn. Thế nên là bạn bỏ cái tật tái máy đi. Lòng mình sầu vì nhiều buồn phiền, mà càng buồn thì ngày càng dài. Nàng thì hài còn mình thì đuổi. Lạc quan lên bạn ơi. Có gì đâu mà phải buồn. Người ta có vui thì mới có buồn. Còn bạn lúc nào cũng buồn thì có gì đâu mà buồn. Nghe cũng hơi quái mà cũng hợp lý phết. Vui vẻ sau đó tự hứa rằng nhất định sẽ khiến ngày mai trở thành một ngày tuyệt vời với Riley. Vì ngày mai là ngày đầu tiên Riley tới trường. Chú rén, vạch ra các mối nguy cần tránh. Làm từ hôm qua rồi, đã bao gồm cả thiên thạch rơi. Chảnh, chị chọn cho em một bộ cánh oách nhất. Mình low key chứ không thể simple được. Cọc, order thêm mớ xá lị dự phòng. Ok sếp. Và mời người buồn vào ngồi vòng tròn. Và đừng làm phiền. Ở lớp, cô giáo gọi Riley đứng lên tự giới thiệu. Ok, tôi tên là Tao ký ngực fan 2K3 ba tô cơm. Cơm nấu lửa gần rơm, rơm lâu ngày gần cũng cháy. Cô bé freestyle đang cháy thì bỗng mọi thứ lại chuyển xanh. Buồn lại sờ vào cục xá lị. Chiều chiều mình thường bần thần ngồi ngoài lều, nhìn đàn bò lùa đàn gà. Đàn gà nhà mình coi vì chuồng nhiều ruồi, gà mà coi thì nhà mình nghèo. Trong khi cả lũ đang cố lôi viên xá lị ra, thì ký ức về ngôi trường mới đã kết tinh thành một viên màu xanh rất xanh. Và nó không chỉ là ký ức thường mà là ký ức lõi. Vui vẻ cố vứt nó đi, nhưng sầu cố can ngăn. Cả hai tranh giành qua lại, khiến mấy viên ký ức lõi văng hết ra, làm đứt kết nối với các đảo, khiến Riley trở nên không cảm xúc. Trong khi vật lộn với mớ xá lị, vui vẻ và sầu bị hút theo đường ống dẫn ký ức tới khu ký ức dài hạn. Bữa tối McDonald trong sự chán nản, trong khi Riley bây giờ chỉ còn cọc, rén và chảnh. Cho nên là tối hôm đó, cô thái độ với bố mẹ và bị bố quạc cho. Ông bà làm bố mẹ tôi hơi lâu rồi đấy. Cút ngay lên nhà. Con với chả cái, tao mà biết hồi đó tao bắn mẹ mày ra ngoài. Vui vẻ và sầu bây giờ đang ở nơi xa lắm và phải vượt qua hố lãng quên để quay trở về đầu não. Ở bên ngoài, bố tới để xin lỗi, bắt đầu làm mấy trò hề. Nhưng mà Riley thì đã mất kết nối với đảo ngớ ngẩn nên chả thể hưởng ứng lại với bố, mà chỉ có thể trao cho ông một ánh nhìn lạnh nhạt. Cô bé sẽ không còn thấy mom dốc hài hước nữa và đã trở thành một thanh niên nghiêm túc. Ý tôi là nhàm chán, cây cầu sập khiến vui sầu phải đi đường bộ. Vui vẻ thì cố lạc quan, còn sầu thì nằm bẹp ra luôn. Cả hai lê lết trong thư viện đến khi gặp được công nhân. Mấy anh bạn trông giống viên kẹo này làm công việc dọn dẹp bộ nhớ, giúp bạn quên đi người yêu cũ và cũng có thể gửi ký ức ngẫu nhiên nào đó lên đầu bạn. Chẳng hạn như việc mua áo của trùm cuối thì sẽ mặc đẹp cỡ nào này. Nhưng mà bỏ mẹ rồi, Riley đang video call và bạn cũ khoe có bạn mới. Dĩ nhiên là việc này không dễ chịu chút nào. Và ngài cọc đã cọc, bấm nút cho cúc luôn cái tình bạn. Và thế là đảo tình bạn cũng sụp luôn. Giỏi lắm đấy ngài cọc. Cả hai phải tiếp tục lên đường trước khi những cái còn lại bị quy hoạch. Gặp lại một người bạn vừa lạ cũng vừa quen. Đây là Minh, người bạn tưởng tượng của Riley, được tạo ra khi cô bé không có bạn. Bạn cũng nên tạo một con. Bé thích chơi với ai nhất vậy? Minh béo, Minh béo. Tên lửa của ai lòi ra ở đây? Minh béo, Minh béo. Minh là siêu thú hàng hiệu, có đầu voi, đuôi mèo và kêu như cá heo. Lớn lên cô bé không chơi với Minh nữa, nên Minh lang thang trong chốn ký ức và trở thành thổ địa ở đây. Cậu hỏi, ơ sao hai chị em không đi chuyến tàu suy nghĩ cho nó nhanh? Và chỉ đường tắt cho họ bắt tàu, đi qua nhà máy tưởng tượng và suýt nữa khiến cả lũ biến mất. Cho dù kịp thời trốn thoát, cả ba vẫn lỡ chuyến tàu cuối của Thạch Lam. Minh chỉ cho cả hai một lối đi khác, công viên tưởng tượng. Trong đây trưng bày những thứ mà bạn chỉ có thể dám nghĩ tới như được crush chủ động nhắn tin, lâu đài tình ái và phần 2 của Man of Steel. Chiều nay, Riley có buổi chơi khúc quần cầu, mặt chốc hơi nặng nên out room sớm tính tiền đi về, kéo theo sự ra đi của đảo Hockey. Trở lại với thế giới trong đầu cô bé,
thì các đội thi công đang dọn dẹp hết trí tưởng tượng của cô. Ngay cả chiếc tên lửa của Minh cũng bị đem đi đồng nát. Sâu ngồi thì thầm lời buồn phiền. Vui vẻ cứ tưởng buồn sẽ làm Minh chán đời hơn. Chính sự lắng nghe và chia sẻ đã giúp Minh vơi đi phần nào. Cả hai lại lên đường và lên kịp con tàu. Ở bên ngoài, cô bé bật nhạc Phùng Khánh Linh và đi ngủ. Vì hôm nay tôi buồn, chuyến tàu cũng vậy mà dừng lại, không muốn đợi tới ngày mai. Cả ba tìm cách đánh thức Riley. Và nơi duy nhất còn hoạt động lúc này chính là xưởng phim mơ mộng. Các diễn viên được giao một kịch bản dựa trên các sự kiện mà cô bé gặp trong ngày. Và 3, 2, 1, buổi học đầu tiên phiên bản mơ của ta. Cho tới khi họ thấy chó ta rong ruổi với lá mơ, FBI tới và tóm được Minh Béo, tống cậu vào nhà ngục hình trái tim, nơi giam giữ những ký ức đáng sợ nhất như bờ cờ sờ, bông cải xanh, chú Quang Thắng, kẻ đang giam giữ Minh. Với kinh nghiệm bú bóng chóe mỏ, vui vẻ dễ dàng cứu được bạn mình, cô chợt nảy ra một ý tưởng. Mấy lần Riley không chịu ăn cơm, bố hay dọa không ăn chú mũi to ăn hết. Thế là họ dẫn chú Quang Thắng tới trường quay S9 và biến thách thức danh hài thành thuế và đời sống. Khỏi phải nói, cô bé choàng dậy. Thế là chuyến tàu lại lăn bánh, tiếp tục đường tiến vào đầu não. Chắc việc họ lên toa tàu số 13 chỉ là trùng hợp. Thấy Riley chán đời, cọc thả bóng cho cô bé nhớ lại quá khứ. Và vì cho rằng mọi ký ức đẹp đều được sản sinh ở chỗ ở cũ, nên cọc muốn cho Riley giặt về nhà để về Minnesota. Nhưng bạn tôi ơi, lấy tiền đâu ra mà đi. Nhưng cọc thì không phải vĩ nhân gì cho cam, nên là tại sao không thó từ ví bà ra. Trong ví mẹ giờ còn đúng cái nịt. Điều này khiến cá tính trung thực bị lung lay và đánh bay đường dây con tàu. Thế là cả lũ lại đi bộ. Sự do dự của Rén không thể cản được quyết tâm của cọc. Thôi thì đi để trở về. Tình cảm gia đình lung lay, đảo gia đình đi vào quy hoạch, kéo theo các bất động sản liền kề và vô tình để lộ ra long mạch, một lối tắt khác để trở về. Thời gian thì cấp bách, đưa sâu theo thì sợ ảnh hưởng đến các ký ức khác. Vui vẻ bỏ bạn để đi một mình. Nhưng đi nửa chừng thì đường ống cũng đứt gãy và cô rơi tự do. Mình lỡ bước cũng rơi theo. Cả hai rơi xuống nghĩa trang ký ức, vùng đất bị lãng quên, nơi vui vẻ tìm thấy những video trước khi kênh bị hack. Chính lúc này cô hiểu ra một điều. Chính nỗi buồn là thứ gắn kết gia đình và bạn bè với cô bé. Nỗi buồn giúp Riley trưởng thành. Vui vẻ có lại hy vọng. Cùng mình đi tìm lại chiếc tên lửa. Bé thích chơi với ai nhất vậy? Cái tên lửa khiến bé bảo là quấy. Ai là người vui tính nhất ở đây? Minh Béo, Minh Béo. Cả hai leo lên con quây chiến. Minh ngồi sau bo chặt vui vẻ và họ cố hết sức để lên khỏi vực, nhưng ngã sấp mặt liên tục. Minh thì lại còn ngã cụt cả tay. Cậu biết rằng với chiếc còn lại mình không thể nào ôm chắc. Vui vẻ mỗi khi bốc đầu nữa. Đã tới lúc cậu phải làm việc của mình. Tăng ga, đá số, lên này lên này. Minh nhảy khỏi xe. Chiếc xe ngửa trời theo một đường cong hoàn mỹ. Đây là cú bốc đầu đẹp nhất cậu từng thấy. Cuối cùng vui vẻ cũng đã làm được. Còn Minh thì ở lại phía sau, chấp nhận bị quên lãng để cứu lấy bé Riley. Ở bên ngoài, Riley đi tới bên xe. Chuông điện thoại của mẹ gọi tới. Giờ về nhà chỉ có mà no đòn. Nhớ lại mấy câu ngôn tình ba xu. Đừng bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng. Vui vẻ gặp lại sầu và thổi bay muộn phiền lắng lo. Đưa cô đang về bằng đường hàng không. Còn vui vẻ thì đã dạy cho chúng ta một bài học. Cái giá phải trả để lấy lại niềm vui của một người phụ nữ là sự hy sinh. Sự hy sinh của hàng chục, hàng trăm thằng đàn ông khác. Cuối cùng thì vui và sầu cũng homecoming. Vui nhận ra đây là thời điểm thích hợp để nghe nhạc Mr. Siro và Billie Eilish. Sad Girl mở playlist của mình lên. Gỡ được chiếc bóng đèn quá khứ, cô bé lập tức từ bỏ ý định đi dạt và chạy bộ về nhà. Thay vì bắt Grab hoặc tổ đồ họa không muốn vẽ nữa, vui vẻ đưa mấy viên xá lị cho sầu để cậu đặt lại chúng vào lõi ký ức, mặc cho việc nhuộm một màu buồn. Nước mắt tuôn rơi. Cha mẹ ơi, con nhớ nhà cũ, nơi gắn bó biết bao kỷ niệm của tuổi thơ đẹp đẽ và êm đềm. Nỗi buồn lại một lần nữa đưa bố mẹ tới gần với Riley. Lần đầu tiên có một viên xá lị hai màu, nó đem đảo gia đình quay trở lại. Khi cô bé dậy thì các viên xá lị ngày một đa dạng hơn. Không còn ký ức nào đơn thuần là vui hay buồn. Cuối bộ phim cho ta thấy hội đồng thao túng của một thằng con trai khi thấy gái. Đúng nhận không cãi. Và các ông biết không, tôi nghĩ nếu ra bên trong có phần 2 thì Riley sẽ có thêm một cảm xúc nữa là nứng. Tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.